Còn hàng kia nó mất công quá. Đây, vẫn còn ngồi ăn này nha. Kiếm tới cái đồng hồ trong này là chính xác giờ nè. Đây, cái lịch nó đây. Hôm nay là tháng 3 nè. Tháng 3, 30. Rồi nó tắt rồi. Màu xanh dưới đó, 30 đó. Tháng 3. À, thôi mình biết là mình trở về là nó sẽ tan nghiệp, coi không có được. Trở nó qua vậy đúng không? Vậy vậy mới coi được nè. 30 nè. Tháng 3 nè. Rồi để mình bấm coi bây giờ là mấy giờ nè. Giờ ở đâu ta? Đây. 9:59 AM nè. Vậy cho nó lẹ. Thứ ba là 30 nè, 9:59 nè. Giờ rồi đó, con đi chuẩn bị, con đi về giờ. Cạo râu gì mà lâu, phải sợ mai mốt là ông phải ăn trước rồi mới cạo râu. Ông làm vậy rồi con ngồi chờ ở không đây cả 2 tiếng đồng hồ rồi bây giờ ông mới ăn rồi chừng nào con đi về. Mình đi về chút mình trở qua thì lại bị chửi. Đời nó khốn nạn. Đời nó là chó đẻ sáu con.
sao lại vậy ta, nhớ hôm mình coi nó 5/30/74, bây giờ nó lại là 5/30/74 của em. Tiền xe kia nó có 400 mấy à. Miếng ra luôn, gãi cái lưỡi luôn. Thích làm những cái gì mà không nghĩ. Mới người ta 2 tiếng đồng hồ đã thành 3-4 tiếng. Tiền nước 52 đồng rồi nè. Vậy mà con nó đâu có nghĩ đâu, nó còn khốn nạn á. Cái con tuổi Dần sinh 562 khốn nạn đó đó. Xem cho tôi. Dần Dần thấy sợ quá rồi. Tiêu gì mà dữ. Đời nó có dai có trả hết à. Không có gì cho không mà. Không có gì mà mất đi hết. Nissan 1 accept. Giờ ngồi đó mò. Coi đi coi bây giờ phải 10 giờ mấy không? Không không một không hai bốn không ba năm hai một bảy bảy một hai ba số không. Phật ở trên bàn lấy xuống nói nữa.
đó.